với bản tin Game Mobile tuần thứ 2 tháng 5 của GameHub.vn. Và trong bản tin tuần này thì sẽ có những tin tức xoay quanh 3 tựa game đã chính thức ra mắt. 2 tựa game sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới và hàng loạt các sự kiện game đình đám khác. Tin tức đầu tiên cho ngày hôm nay đó là vào 10 giờ ngày 9 tháng 5 thì nhà phát hành VTC Game đã chính thức khai mở máy chủ test tựa game Long Tướng 3D và chỉ dành cho 1.000 game thủ nhanh tay nhất ở trên cả hai nền tảng iOS và Android. Bản thử nghiệm lần này thì ra mắt là để cho các game thủ có thể trải nghiệm và đưa ra ý kiến của mình và chỉ kéo dài ở trong 3 ngày mà thôi. Game lấy cảm hứng từ đề tài lịch sử Tam Quốc và sở hữu đồ họa Unity 3D tiên tiến, cho phép game thủ trải nghiệm những hình ảnh in-game mang đậm tính dã sử Trung Quốc một cách chân thực, sống động nhất. Hệ thống phụ bản khổng lồ trong game cung cấp những vật phẩm quý giá giúp game thủ dễ dàng hơn trong việc nâng cấp, dàn mãnh tướng của mình. Và công việc duy nhất mà game thủ là sắp xếp dàn tướng một cách hợp lý, khôn ngoan nhất để vượt qua chuỗi phụ bản. Như một số game cùng thể loại, Long Tướng 3D cho phép cường hóa trang bị, nâng cấp sao cũng như là thăng cấp kỹ năng cho nhân vật. Hệ thống tướng trong game cũng vô cùng phong phú, mỗi mãnh tướng lại sở hữu những trang phục siêu ngầu và kỹ năng đẹp mắt. Có thể nói thì đây chính là điểm nổi bật, thu hút người chơi của game. Tiếp đó vào ngay ngày hôm sau thì các game thủ lại được trải nghiệm một tựa GMO khơi dậy hồi ức võ lâm có tên là Bá Đao Chi Mộng. Và đây là một tựa game có gameplay khá là đa dạng, độc đáo, hội tụ tinh hoa của hai thể loại kiếm và tiên hiệp, được coi là một món ăn khá lạ miệng dành cho những game thủ yêu thích thể loại này. Ấn tượng đầu tiên khi chơi game đó chính là đồ họa đơn giản và gọn gàng, giống như những võ lâm truyền kỳ, trình đồ năm xưa giống như Bá Đao Chi Mộng. Và game sẽ tái hiện lại hồi ức của các game thủ võ lâm với vô vàn chiêu thức như lưỡng nghi chân khí, ngự tuyệt ảnh, hùng tráng, những vũ khí trang bị hoàng kim bá đạo. Chiến trường xa thành với những trận chiến 100 đấu 100 vô cùng khốc liệt sẽ làm gợi nhớ lại những chiến trường tấm kim rực lửa một thời. Hệ thống boss trong game được xây dựng vô cùng đồ sộ, có đến hơn 100 loại boss khác nhau, từ boss tự do, boss sự kiện, boss thế giới, boss hoàng kim, đủ để người chơi thoải mái đánh cả ngày cũng không hết. Hệ thống VK đồ sát trong Bá Đao Chi Mộng được nâng cấp để mang đến cảm giác chặt chém đã tay nhất. Thêm một tựa game về đề tài Tam Quốc cũng được ra mắt ở trong tuần này có tên là Lữ Bố Truyện của nhà phát hành Vega Game. Tựa game này được thiết kế với giao diện khá là bắt mắt với những màu sắc tươi sáng. Đó, hình ảnh nhân vật thì được thiết kế theo phong cách chibi dễ thương chứ không hầm hố như là những cái tựa game của đề tài Tam Quốc khác. Nếu mà không có khí tức cổ điển thì tựa game này giống như là một câu chuyện cổ tích vậy. Lữ Bố Truyện sử dụng hình thức chiến đấu là thẻ bài theo hiệp. Người chơi và kẻ địch sẽ đứng ở hai bên màn hình, tiêu diệt hết kẻ địch là sẽ giành chiến thắng. Chinh chiến là gameplay cơ bản nhất, đồng thời cũng là nền tảng để cốt truyện dần được triển khai. Người chơi có thể vừa chiến đấu vừa cảm nhận về cuộc sống con người thời Tam Quốc. Và tất nhiên, game thủ cũng có thể thông qua chiêu mộ để lấy được các anh hùng. Những người đã được chiêu mộ cũng có hệ thống bồi dưỡng hoàn thiện, thăng cấp, thăng sao đều là phần cơ bản nhất. Tăng cấp trang bị và kỹ năng cũng là giai đoạn không thể thiếu để nâng cao thuộc tính. Người chơi phải thu thập nhiều tư liệu mới để có thể tạo được một đội ngũ hùng mạnh. Bên cạnh đó thì game thủ cũng có hệ thống duyên phận. Những người có duyên phận sẽ cùng lên trận kích hoạt được nhiều thuộc tính hơn. Các game thủ yêu thích tựa game Cửu Âm Chân Kinh Mobile chắc chắn là sẽ rất vui mừng khi biết tin nhà phát hành VNG đã đang đàm phán để đưa tựa game võ hiệp đình đám này ra mắt ở trong Việt Nam trong thời gian sắp tới. Nhắc đến Cửu Âm Chân Kinh Mobile, người ta sẽ nhanh chóng nhớ lại cơn bão khổng lồ mà trò chơi này đã đem đến thị trường Việt trong năm 2015 vừa qua. Được thiết kế dưới tay nhà phát hành Snail Game, sở hữu đồ họa đẹp lung linh không hề thua kém phiên bản PC, gameplay ấn tượng đặc trưng với phong cách võ hiệp chân chính, hiệu ứng kỹ năng cũng như chiêu thức đầy chân thực mà mị đến khó cưỡng, Cửu Âm Chân Kinh Mobile đã nhanh chóng tạo cho mình một cộng đồng game thủ Việt yêu thích cực lớn cho đến tận hôm nay. Qua đó, các bạn game thủ yêu thích sẽ có thể trải nghiệm tận tay phiên bản tiếng Việt hoàn chỉnh do chính tay nhà phát hành đem đến chứ không phải sử dụng những phiên bản Việt hóa tạm bợ trong nỗi lo sợ bị block. Ngoài ra, tình trạng lag hay disconnect cũng sẽ biến mất khi mà một nhà phát hành trong nước phát hành hứa hẹn mang đến một đường truyền cực tốt giúp game thủ yên tâm trải nghiệm mà không phải e dè như chơi phiên bản quốc tế. Được biết thì Cửu Âm Chân Kinh Mobile đang trong quá trình việt hóa và lồng tiếng cho nhân vật. Nhà phát hành VNG thì hứa hẹn sẽ mang tựa game này phát hành trong thời gian sớm nhất. Tất cả các tin tức của Cửu Âm Chân Kinh Mobile sẽ được GameHub.vn cập nhật một cách nhanh chóng nhất. Các bạn hãy nhớ theo dõi nhé!
Theo thông tin mà GameHub.vn nhận được thì để tiếp nối thành công của buổi offline tổ chức tại miền Bắc vừa qua, tựa game Tiếng Ngạo Giang Hồ Mobile sẽ tiếp tục tổ chức một buổi offline khác tại Sài Gòn vào ngày 15 tháng 5 sắp tới với chủ đề là Tứ Phái Quần Hùng Kết Giao Huynh Đệ, và quy mô thì hứa hẹn lớn hơn cả quy mô của buổi offline tại miền Bắc. Buổi offline tại Sài Gòn Tứ Phái Quần Hùng Kết Giao Huynh Đệ tổ chức vào ngày 15 tháng 5 tới đây vừa tạo sân chơi cho các game thủ Tiếng Ngạo Giang Hồ phía Nam giao lưu, gặp gỡ, vừa giúp giới thiệu phiên bản mới với những tính năng vô cùng đặc sắc. Buổi offline còn nhằm mục đích khẳng định dấu ấn của Tiếng Ngạo Giang Hồ Mobile tại Sài Gòn. Và đến tham dự thì game thủ sẽ được tham gia một buổi luận kiếm vô cùng hoành tráng, giao lưu với khách mời Park TV, băng đảng lưỡi dao bé xíu của người trong ao hồ, đắm chìm trong giai điệu âm nhạc sôi động bỏng mắt với những màn trình diễn nóng bỏng của DJ và nhóm này. Ngoài ra thì anh em game thủ còn có cơ hội gặp mặt và giao lưu với Tiếng Ngạo Giang Hồ vương giả Vu Vu 1340 vô cùng nổi danh trong cộng đồng Tiếng Ngạo Giang Hồ Mobile. Và đặc biệt, nhà phát hành cũng như ban quản trị Tiếng Ngạo Giang Hồ Mobile cũng dành những phần quà hấp dẫn cho những game thủ tham gia vào buổi offline lần này. Được biết thì nhà phát hành Gamota không ngần ngại chi gần 2 tỷ cho buổi offline lần này với hy vọng đem đến một buổi offline đầy hoành tráng và đặc sắc cho game thủ. Bản tin tuần này thì hãy cùng Thùy Dương đến với những bài dự thi đầu tiên mà các game thủ gửi về event cover của tựa game vũ đạo sắp ra mắt Touch Mobile. Cụ thể thì đây là cuộc thi Touch Cover Contest với slogan là Cover Lấy Hội, cả hội nhận quà, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 5 này. Và đây là cuộc thi tìm kiếm những hạt giống âm nhạc tài năng cũng như là một sân khấu dành cho các bạn muốn thể hiện cá tính của mình, sự lầy lội độc lạ mà không thể đụng hàng. Trong phần thi đơn mà chúng ta còn có thể rủ cả hội bạn thân của mình để quẩy với cuộc thi này. Có lẽ thì Thùy Dương cũng sẽ rủ MC Phương Anh đến tham gia cùng, vì mình thấy là cuộc thi cũng khá là đơn giản và phần quà rất là lớn, trị giá lên tới tận 5 triệu đồng. Các bạn hãy nhớ theo dõi và ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì bản tin của chúng mình xin được phép kết thúc tại đây. Các bạn hãy nhớ theo dõi vào tối thứ 6 hàng tuần ở trên kênh YouTube cũng như là GameHub.vn. Bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.